Xin chào đồng bào và các bạn, tôi là An Con Bà Giang của Đài Xổ Số Bình Thuận, kính chúc các bạn buổi chiều nhiều sức khỏe và may mắn. Các bạn đang xem kết quả quay xổ số miền Nam Đài Bình Thuận thứ năm ngày 3 tháng 6 năm 2021. Kết quả xổ số giải 8 là 34, giải 7 là 147, giải 6 gồm các số 6.956, 5.482, 3.333, giải 5 là 1.528. Các giải còn lại các bạn tự xem nha. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi xổ số chiều mai nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh nè, like nữa và chia sẻ video để lần sau may mắn các bạn nhé.